Chào tất cả các quý vị. Ở nội dung này tôi chia sẻ tới các quý vị về vấn đề là cách tìm thợ sửa cửa cuốn nhanh, giỏi và giá rẻ tại Hà Nội. Để tìm hiểu các cái thông tin về bên tôi thì các vị có thể click vào đường link website tôi để bên dưới cái phần mô tả của cái video này. Hoặc là các vị có hỏi thêm điều gì đấy thì có thể để lại bình luận ở bên dưới của video này, để video được hoàn chỉnh hơn. Tôi là mong nhận được ý kiến của các quý vị. Thì hiện nay thì cái vấn đề về giá sửa cửa cuốn thì tôi chia sẻ cái thông tin là thợ sửa cửa cuốn tại Hà Nội thì là giá cao hay là giá thấp, bởi vì một số người cũng có ý kiến là cửa khi hỏng này thì giá này như thế kia các thứ, thì tôi cũng nhận được rất là nhiều các cái thông tin từ các cái người quen. Ví dụ như là của tôi đang sử dụng cửa cuốn mà không may nó bị hỏng, thì là mọi người đánh giá, có người thì cho là giá cửa sửa cửa cuốn rất là rẻ, có những người rất là bảo là cũng cao. Nên là tôi làm cái video này để phân tích quý vị hiểu như thế nào là thấp và như thế nào là cao để các vị có thể nắm được. Đấy, thì ví dụ như khi chúng ta dùng chiếc điện thoại trị giá khoảng 2 triệu đến 20 triệu hay là hơn nữa, thì không may chúng nó bị hỏng thì chúng ta phải mang đến các cửa hàng hay là các trung tâm bảo hành sửa chữa, thì chi phí sửa cũng rất là tốn, có thể lên đến tiền triệu. Nhưng mà chúng ta vẫn, tức là cái đồ điện thoại chúng ta phải mất công mang đến tận nơi, tức là chúng ta, tôi cũng đã từng học điện thoại rồi, phải mang đến tận trung tâm bảo hành để sửa. Chúng ta phải mang đến trung tâm bảo hành, sau đó là chúng ta phải chờ đấy, hoặc là nếu mà có đồ ở đấy thì có thể thay luôn, còn không có đồ thì lại phải ngày mai hay ngày kia hay là 2 3 ngày nữa đến đấy, tức là chúng ta phải đi lại rất là nhiều lần, và chi phí sửa sau khi sửa xong thì nó cũng lên đến tiền triệu. Đấy, thì tôi thấy là cái việc hỏng là từ không may nó hỏng thì chúng ta cũng nhiều lúc là chúng ta vẫn bị chấp nhận mất các cái chi phí để chúng ta có những sản phẩm đang dùng và vẫn có thể dùng được tiếp. Đấy, thì đối với sản phẩm cửa cuốn tấm liền hay là cửa cuốn khe thoáng nhôm, khi sử dụng motor không may nó bị lỗi thì chúng ta phải tìm, bởi vì đặc điểm cái ngành cửa cuốn thì là, hoặc là các cái dịch vụ như là sửa điều hòa ấy, thì chúng ta phải tìm người đến tận nhà để sửa, và tại thời gian sửa thì có thể bất cứ lúc nào, kể cả ngày Tết hay là ngày lễ hay là ngày nghỉ, thậm chí là lúc thì tầm giữa trưa hay là lúc đêm khuya, nhiều lúc là tại thời điểm bất kỳ cửa cuốn hỏng hay là các cái đồ khác trong nhà chúng ta hỏng thì chúng ta phải gọi điện nhà sửa thì bất cứ lúc nào. Đấy, thì từ lúc mà thì sau khi mà sửa cửa cuốn xong ấy, thì chi phí cũng có thể lên đến tiền trăm hoặc là tiền triệu, nhưng như vậy thì giá cửa cuốn thì sửa cuốn vẫn là rẻ hơn so với các cái đồ khác. Ví dụ như chúng ta hỏng các cái đồ khác thì chúng ta phải mất công mang đi mang lại mà mất vài ngày, trong khi đấy sợ thợ sửa cuốn là người đến tận nhà sửa thì là cả đấy, nhiều lúc là cái tại tại cái thời điểm tất cả ai cũng nghỉ thì thợ sửa cuốn vẫn phải đi làm. Thì qua cái nội dung chia sẻ như vậy thì rất là mong các vị cũng có thể hiểu được và nắm được cái tình hình như vậy, thì để có thể là đánh giá là cái giá cửa cuốn là so với các cái dịch vụ sửa khác là nó cũng vẫn là rẻ so với những gì chúng ta bỏ ra, cũng như là chúng ta đã từng trải nghiệm là như vậy. Bởi vì khi chúng ta, ví dụ như chúng ta đi từ nhà đi khoảng độ 5 cây hay là 7 cây hay 10 cây thì chi phí nó cũng lên đến xe cộ, xe ôm đi lại thì, hoặc là xe taxi thì nó cũng tiền chục tiền trăm rồi. Đấy, nên đấy là đi không, còn chưa nói đến
cái đồ sửa cửa cuốn là chúng ta phải leo lên các hộp kỹ thuật và tháo, nhiều lúc là rất là bụi, là rất là bẩn. Đấy, nên là cái nghề sửa cửa cuốn thì mặc dù là vất vả nhưng mà công thợ tôi đánh giá là cũng không phải là cao lắm. Đấy, thì cái cách tìm thợ sửa cửa cuốn giỏi và nhanh nhất tại Hà Nội thì như thế nào? Đấy, thì hiện nay thì có rất là nhiều trường hợp là khi mà cửa cuốn của chúng ta hỏng ấy, thì chúng ta gọi qua cái việc quảng cáo như kiểu quảng cáo ví dụ vào một số trang quảng cáo như liên kết hay là quảng cáo của Google, thì các cái từ khóa liên quan đến sửa chữa cửa cuốn hay là sửa chữa bất kỳ cái đồ khác như là điều hòa, thì chi phí cái chạy click tức là từ khóa rất là cao. Ví dụ chúng ta gõ từ sửa cửa cuốn tại Hà Nội, chúng ta nhấp vào phát thì cái chi phí nó có thể lên đến 100.000. Đấy, thậm chí những cái ngày Tết thì có thể lên đến 200. Thì chúng ta cứ hình dung là một nhấp vào là mất 100 đến 200. Đấy, còn cả, nhìn chung là trung bình nó là 4, 5, 6 chục. Đấy, nhưng mà chúng ta biết là một ngày có khoảng độ ví dụ như là tôi đã chạy quảng cáo rất là nhiều, cho rất là tôi đã mất rất là nhiều cái chi phí quảng cáo này, nên là tôi thấy trung bình là cứ khoảng độ 20 lượt xem ấy, thì sẽ có một lượt nhập và một lượt nhấp là gọi thực tế. Đấy, nhiều lúc là các cái đơn vị chạy quảng cáo cũng gọi điện nhấp và hỏi là, bởi vì họ tìm những cái người mà có nhu cầu chạy quảng cáo thì họ cũng điện và họ hỏi là có chạy quảng cáo không, rồi là nhiều trường hợp là những người mà trong nghề nhiều lúc là người ta cũng hay nhấp vào, người ta xem tức là xem là ông này ở đâu, ông kia ở đâu, hay thì là người ta cũng nhấp vào, nên là cái thực sự là nói là cái chi phí chạy quảng cáo rất là tốn, và trong khi đấy hiệu quả nó không phải là cao. Đấy, bởi vì do là cái lượng nhấp nó không phải là thực tế. Chính vì vậy mà cái chi phí mà khi mà thợ sửa cuốn là nhiều lúc là phải trả rất cao. Đấy, do vậy mà một số trường hợp mà khi mà khách gọi điện thực tế, nhiều lúc là có những có thể là sẽ phải chịu những cái chi phí quảng cáo là như vậy. Nên là chính vì vậy mà qua bài viết và chia sẻ thông tin thợ sửa chữa cửa cuốn giỏi để phục vụ 24 trên 7 tại Hà Nội này, quý vị nhận được cái giá cửa cuốn rẻ bằng cách là có thể là xem qua video này, thì các vị có thể lưu các cái số điện thoại mà các cái thợ sửa cửa cuốn mà chúng tôi cung cấp bên dưới cái đường link của phần mô tả của video này, các vị vào web để các vị xem, mà các vị có sửa cửa cuốn thì các vị gọi. Như vậy là cái cách để mà rẻ nhất, bởi vì do là cái chi phí quảng cáo gần như là cũng không không có để không có để do là chúng ta quen biết qua vấn đề gọi là nội dung là video này thôi, thì tôi cũng chỉ dành 5 phút hay là 7 phút để chia sẻ hay là 8 phút, thì cũng không không lãng phí nhiều như cái việc chạy quảng cáo. Thì cái thông tin thợ sửa chữa chữa cửa cuốn nhanh và giỏi tại Hà Nội để các quý vị có thể sẽ cần khi cần đến khi cần thiết. Đấy, thì thợ trực sửa cửa cuốn tại các quận huyện Hà Nội như là Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Mê Linh, Long Biên, Gia Lâm, thì các vị có thể liên hệ theo số điện thoại sửa chữa là 0986 201 390. Đấy, còn thợ trực sửa chữa cửa cuốn tại các quận huyện Hà Nội như là Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Đông, Nam Từ Liêm, rồi Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, thì các vị có thể liên hệ với mà Mr. Hưng là số điện thoại 0982 504 304. Các quận huyện khác tại Hà Nội cần sửa cửa cuốn thì các vị có thể liên hệ với số điện thoại là 0982 528 490. Đấy, nội dung cái video tôi chia sẻ vấn đề là gọi sửa thợ sửa cửa cuốn ở đâu vừa rẻ lại vừa tốt lại vừa giỏi lại vừa nhanh là như vậy, bởi vì
Thực ra là qua các cái trải nghiệm của tôi, vì những cái người mà tôi thống kê là người ta đã làm nhiều năm rồi, để làm 5 năm 10 năm, có những người làm trong cái đội nhóm đấy là có những người làm 5 năm, có những người 10 năm, có những người 12, 13 năm rồi, và cũng thâm niên trong nghề rồi, thì là tôi cũng công nhận là như vậy. Và nhiều khi là ví dụ như là khi các vị gọi vấn đề về 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 quảng cáo thì có thể một số người người ta mới vào, người ta không, tức là chưa có các cái công việc nhiều nên là người ta chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo thì tức là cái việc chạy quảng cáo thì là nó không căn căn cứ theo vấn đề là phải, tức là cả cả những người người ta đang tìm hiểu sản phẩm gì thì người ta muốn thử xem là có việc hay không thì người ta cũng chạy quảng cáo này thôi. Còn cái việc sell lên tốt ấy thì là cái việc mà để mà sell được thì là nó phải là cả một quá trình, nên là nó có thời gian. Thì là nếu mà các vị mà nhấp vào các vấn đề về sell, về vấn đề sửa chữa hay là mua bán điều gì đấy thì là cái giá trị thực của nó về và cũng như chuyên môn là nó sẽ cao hơn so với việc chạy quảng cáo đấy. Thì cái nội dung video tôi chia sẻ thì đây là kết thúc. Các vị có thêm gì thì để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các vị ở video mới ạ.